Nếu mấy anh chị đã từng đi cắm trại thì mấy anh chị sẽ thấy là mình bỏ những ngọn củi vào và mình đốt. Thì có một lần mình cũng làm tương tự như vậy mấy anh chị, và nửa khuya đó thì khi mà lửa tàn thì có một anh bạn nói là bây giờ lửa tàn rồi, bây giờ muốn có lửa thì phải đi tìm củi mới thì chị. Và anh ta chạy vào trong rừng lấy ra một vài ngọn củi và anh ta bỏ vào trong cái đống lửa mấy anh chị, thì lửa nó bừng lên. Và anh ta chỉ nói một cái câu đơn giản thôi, muốn có lửa thì phải có củi mới. Mấy chị suy nghĩ về cái câu đó mấy chị. Trong cái kinh doanh với MLM, có đôi lúc mấy anh chị có một cái cảm giác là mình không còn lửa, cái đội nhóm của mình không cần còn lửa nữa mấy chị. Thật ra mấy chị nên xem lại mấy chị. Có thể là mấy chị gặp một nhóm người mấy anh em mình gặp thường xuyên, vì lần chót mấy chị có người mới vào mà hồi nào mấy chị phải hỏi mình cái câu đó. Cái lửa, cái khí thế, cái sự hăng nồng của cái đội nhóm của mình chỉ có khi mình có người mới thôi. Chỉ những người mới vào trong vòng 24 tiếng đồng hồ, 48 tiếng đồng hồ, đó là những người mà nó mang lại cái sức sống cho cái đội nhóm của mình. Và cái việc của mình làm đây là gì mấy anh chị? Luôn luôn đi xây dựng hệ thống phân phối, có nghĩa là mình phải có người mới liên tục. Thành ra khi mấy anh chị cảm thấy bị mất lửa mấy anh chị phải tự hỏi mình, phải đi tìm củi mới. Đó là những người mới và mình phải có liên tục như vậy mấy anh chị. Nếu mà không nói là mình phải có nhiều củi mới thì mình mới có cái lửa nó lớn được mấy anh chị. Thành ra rất mong là mấy anh chị học được một cái bài học, luôn luôn có củi mới. Xin chào tất cả mấy anh chị và hẹn gặp lại mấy anh chị vào lần tới.